À, chào các bạn, thì việc tập vẽ nó khá là khó khăn, đặc biệt là với những bạn vừa chỉ mới bắt đầu tập vẽ hả, thì các bạn nên tập từ từ và đừng có vội vàng quá. Hôm nay thì mình đưa ra một số lời khuyên cho các bạn mà các bạn có thể tập một cách tốt hơn hả. Việc đầu tiên mình muốn nói đến đó là các bạn đừng có học lý thuyết quá nhiều. Việc vẽ thì chúng ta sẽ cần là thực hành nhiều hơn, nhưng mà các bạn kiểu như là các bạn học lý thuyết quá nhiều, khi các bạn vào xem các video trên hướng dẫn trên YouTube là ở bất cứ đâu, thì các bạn cũng nên chuẩn bị cho mình một cái bản vẽ, và khi các bạn xem các video thì các bạn sẽ vẽ theo, thì như thế thì nó sẽ giúp các bạn ghi nhớ và nắm bắt một cách tốt hơn. Và điều thứ hai mình muốn nói đến đó là các bạn đừng vẽ giữa chân, vẽ nửa chân hả. Thì khi mà bắt đầu một cái bản vẽ nào đó thì các bạn hãy cố gắng hoàn thành cái bức vẽ đó trong trong bất cứ giây nào hả. Thì khi mà các bạn cố gắng vẽ như thế thì nó sẽ tập cho các bạn kiên nhẫn, kiên trì, và các bạn khi mà các bạn hoàn thành cái bức vẽ đó thì các bạn đỡ ở một nơi nào đó sau khoảng cỡ 2-3 ngày gì đó, thì các bạn xem lại, việc xem lại và ghi nhớ và sửa lỗi á, thì sau đó thì nó sẽ giúp các bạn ghi nhớ cái lỗi, và đó là cũng là lúc nó giúp các bạn tiến bộ hơn á. Các bạn sẽ ghi nhớ cái lỗi đó, và trong các bức vẽ tiếp theo thì các bạn sẽ tránh được mắc lại những lỗi đó. Và vấn đề thứ ba là đừng bao giờ vẽ khi mà đang bực bội ha. Thì các bạn có thể vẽ cái lúc buồn, lúc vui, hoặc là sao cũng được, nhưng mà khi bực bội thì các bạn chỉ có thể là phá tranh thôi, chứ các bạn sẽ không về tốt được. Vấn đề thứ tư mình muốn nói đến là đừng đừng vẽ cho bạn bè và người thân. Thì nhiều bạn mới tập vẽ thì mình thấy rất là nhiều bạn mấy cái loại này, thì các bạn muốn vẽ tặng cho bạn bè mình hoặc là người thân, nhưng mà việc vẽ cho bạn bè người thân thì cũng dường như là đồng nghĩa với việc các bạn sẽ vẽ với những hình rất là mờ. Nhưng mà khi mà về các bạn mới tập vẽ thì các bạn cần tập những hình nó rõ nét. Nhưng mà khi mà các bạn tập vẽ với những hình mờ như thế thì các bạn sẽ không thấy được cái nét của khuôn mặt của người, và nó sẽ làm cho các bạn cảm thấy khó khăn rất là nhiều, và bức vẽ ra nó sẽ chắc chắn là nó sẽ khó mà đẹp được. Khi mà các bạn tặng cho bạn bè thì một số bạn bè nó sẽ gọi là nó chơi cái bức vẽ của các bạn đó, thì khi mà vẽ bạn bè thì người ta cũng yêu cầu cái khuôn mặt, muốn khuôn mặt mình nó đẹp, nhưng mà khi nó không được đẹp nó thì người ta sẽ chơi lên chơi này cho nó, thì làm các bạn sẽ rất là mất tinh thần. Thì mình khuyên thì các bạn đừng nên vẽ cho bạn bè và người thân khi mới tập vẽ ha. Thì khi sau này thì khi các bạn vẽ tốt hơn thì các bạn sẽ vẽ tặng họ sau, thì cái lúc đó thì bức vẽ của bạn thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và cái vấn đề cuối cùng là các bạn đừng cố tạo phong cách riêng cho mình hả. Tại vì không phải là sau này, mình nói là khi các bạn mới tập vẽ nha. Tại vì khi mới tập vẽ thì các bạn cần tập những thứ cơ bản nhất, những điều mà chắc chắn trong mọi bức vẽ thì nó đều phải sử dụng những cái cơ bản này, thì các bạn còn phải học những thứ đó. Việc tạo phong cách riêng thì sau này, sau một thời gian khi các bạn vẽ tốt rồi thì nó sẽ tự hình thành trong các bạn, và nó sẽ tạo ra cái phong cách riêng cho các bạn, hoặc là các bạn muốn muốn phá cách hay muốn thêm một cái phong cách nào đó các bạn, thì sau này thì các bạn có thể tự tạo phong cách riêng cho mình. Nhưng khi mới tập vẽ các bạn nên tập những thứ đơn giản, những thứ cơ bản nhất,
trong mọi mức vé rồi sau này áp dụng vào cái mức vé của các bạn. Và đó là toàn bộ nội dung mà mình chia sẻ đến các bạn trong video này. Thì những điều trên thì mình tích góp được sau một thời gian dài vậy ha. Và nếu các bạn nào có ý kiến đóng góp thì comment ở dưới cho mình biết ha. Cảm ơn các bạn. Bye bye.